Thương hiệu New Sake bao gồm một chuỗi nhà hàng ẩm thực Nhật Bản xuất hiện sớm nhất tại Việt Nam cách đây hơn 14 năm. New Sake bắt nguồn từ tên một loại rượu nổi tiếng của người Nhật, rượu sake. Đây là một loại rượu quý từ xa xưa, được làm bằng lõi gạo và lên men tự nhiên với nước suối thượng nguồn tinh khiết. Người Nhật ưa chuộng rượu sake vì nó có hương thơm dịu ngọt và rất tốt cho sức khỏe. Thương hiệu New Sake ra đời với mong muốn mang những món ăn, thức uống tinh túy, tự nhiên, tốt cho sức khỏe của người Nhật đến với khách hàng. New Sake là niềm đam mê và tâm huyết của chị Hương Lan, chủ thương hiệu New Sake, là người yêu thích nền văn hóa và ẩm thực Nhật Bản. Chị muốn đem những nét văn hóa ẩm thực đặc sắc, giá cả phải chăng, chăm sóc chuyên nghiệp là những cam kết giúp chị xây dựng được uy tín thương hiệu New Sake trong lòng khách hàng. Hệ thống nhà hàng New Sake có không gian mang đậm nét phong cách xứ sở hoa anh đào, từ cách bài trí sắp xếp tới các đồ dùng trang trí đều mang lại sự ấm áp và thân thiện. Quý khách có thể lựa chọn phòng VIP với bàn ăn và ghế theo kiểu Nhật. Các phòng VIP có không gian riêng, thiết kế rất phù hợp để tiếp khách hàng kinh doanh hoặc thư giãn cùng gia đình và bạn bè. Nhà hàng New Sake là địa chỉ thực sự tin cậy và là sự lựa chọn hoàn hảo của quý khách khi muốn thưởng thức ẩm thực Nhật Bản. Nhà hàng New Sake hầu như không sử dụng đến gia vị, thay vào đó tập trung vào các hương vị tinh khiết của các thành phần món ăn, cá, rong biển, rau, gạo và đậu nành. Trong đó, thực khách khó có thể cưỡng lại sức hấp dẫn với các món chế biến từ cá sống mang tên sashimi, cá đặt trên cơm sushi, bánh xèo okonomi hay những món giàu chất dinh dưỡng như salad nho biển umibodo. Tất cả đều đặc biệt theo phong cách Nhật với giá trị dinh dưỡng cao cũng như tạo được cảm giác ngon miệng cho thực khách. Đến với New Sake, thực khách sẽ được thưởng thức những hương vị xứ sở hoa anh đào, đồ ăn Nhật tinh tế, bắt mắt, bổ dưỡng tốt cho sức khỏe và gặp gỡ những cô gái mặc kimono dịu dàng, e ấp đầy duyên dáng. Đó là chưa kể đến cam kết của New Sake trong việc đảm bảo giá cả luôn niêm yết theo thực đơn nên thực khách có thể hoàn toàn yên tâm. Hấp dẫn bởi một thực đơn phong phú bao gồm trên 200 món ăn, đến với nhà hàng New Sake, thực khách có thể tìm thấy như gần đầy đủ những món ăn tiêu biểu, đặc trưng của đất nước mặt trời mọc. Đặc biệt, tất cả các món ăn đều rất sinh động bởi nghệ thuật trang trí cùng hương vị chính gốc của món ăn Nhật. Rời khỏi nhà hàng New Sake, các thực khách sẽ không khỏi lưu luyến bởi không gian ấm cúng, thái độ phục vụ chuyên nghiệp và những món ăn đậm vị theo phong cách Nhật Bản. Đặc biệt khi đến với nhà hàng New Sake, quý khách hàng sẽ có ngay bãi đỗ xe ô tô và xe máy miễn phí của nhà hàng rất tiện lợi. Hãy đến với chúng tôi, nhà hàng Nhật Bản nồng ấm giữa lòng Hà Nội với các địa chỉ 40 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, nhà hàng New Sake số 2 tại địa chỉ 16 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội và New Sake số 3 tại 100 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội. New Sake, thưởng thức và trải nghiệm.